Hey, xin chào bạn, tôi đã trở lại. Bây giờ có việc bận nên tôi phải gián đoạn cái đoạn clip hồi nãy. Mình sẽ nói tiếp về giá của nguồn nước nha các bạn. Thì mình đã nói là phải tốn chi phí vận chuyển từ ngoài, từ bên Trung Quốc về phía Hà Nội rồi về tới Sài Gòn nữa. Rồi những tổn thất khi mà trong quá trình vận chuyển nè. Sau đó về là đến tùy ở mỗi shop có chế độ bán kiểu khác nhau. Một số shop người ta sẽ ưu tiên bán giá rẻ. Tại sao vậy? Rẻ là bởi vì chỉ cần một khoản lời xíu thôi là họ đẩy liền. Thì cái rùa này về rất là rủi ro là cái đoạn giai đoạn đầu. Cái rùa mới về nó thường thường nó sẽ sau vài ngày nó sẽ yếu, nó chết. Rồi nếu shop nào càng giữ lâu thì cái phần thiệt hại là shop nó chịu. Chứ nếu mà về các bạn đẩy rùa đi nhanh liền thì các bạn nó là an toàn. 10% hay 20% vẫn là an toàn hơn là các bạn giữ lâu dẫn đến chết. Còn ở bên sáu rùa thì khác, tại vì ở sáu rùa là giống như một cái tiệm tạp hóa thú cưng rồi, có quá nhiều thú cưng. Một ngày nó phải làm quảng cáo cho các bé khác ăn nhiều, như là hamster, sóc, rồi những con lạ khác nữa. Rùa thì nó tạm ổn hơn, còn là ăn không có nhiều nè, không có tốn vị trí nhiều. Còn rủi ro chết thì phải chịu thôi, hên xui. Nó có dữ vậy rồi, tới khi mà khách hàng mua á mình mới bán thì đương nhiên cái giá sẽ khác người ta. Và bên shop cũng đương nhiên là số lượng rùa ấy cũng vừa đủ để bán, không lấy quá nhiều. Rồi trời, thì thế nên giá nó không được phải cạnh tranh được như các shop khác, như các bạn thông cảm. Nhưng mà nếu mà mua rùa có shop thì bảo đảm một điều, nó luôn khỏe, bởi vì hầu như shop đã phải giữ tầm ít nhất là trên một tuần mới bán được. Ít có khi nào rùa mới về là bán được liền. Chỉ có những con rùa cao cấp dạng order, như rùa cổ rắn nè, rùa mũi lợn, rồi các rùa cao cấp như rùa cạn như sungata hay rùa da báo gì đó, thì tất nhiên là mình sẽ order và đương nhiên giao liền. Nhưng mà tất nhiên là khi mà nhận order mình lấy từng con thì đương nhiên mình phải lựa cái bé khỏe đẹp rồi, đâu có dạ gì mà lấy mấy con yếu về đâu. Nên các khách yên tâm khi có thể mua rùa tại shop, giá nó có thể sẽ mắc hơn nhưng mà vị trí của shop rất là tốt, là ở đây trung tâm, các bạn gần shop có thể qua mua lựa thoải mái hơn. Một số khách đã qua các shop khác ta nói là còn mấy shop đó giá thì ok đó, giá rẻ hơn nhiều, nhưng xa quá với qua thì chỉ có vài loại rùa, không có những con rùa thuộc diện cao cấp để mà ngắm thêm tham khảo cũng như cái cách tư vấn. Rồi rùa về thường thường sẽ bỏ ăn vân vân vậy đó. Nên vì thế các bạn hiểu là tại sao cái giá nó đi kèm với dịch vụ, đi kèm với chất lượng cũng như vị trí nha các bạn. Một cái shop rùa ở Tuốt bên quận 12 hay là ở dưới tỉnh thì đương nhiên giá nó sẽ tốt hơn là một cái shop ở ngay quận Bình Thạnh, ngay chợ Bà Chiểu, rất gần trung tâm thành phố. Các bạn hiểu cho điều đó. Còn về sức khỏe thì mỗi shop đương nhiên đều cố gắng chăm sao mà cho tốt nhất có thể. Tùy các bạn, thấy đâu tiện thì mua. Mình nãy giờ chỉ mình bàn về giá của các chú rùa này thôi, rùa nước lẫn rùa cạn. Thế đấy, mong là các bạn sẽ hiểu và bớt so sánh về giá rùa nước. Sẵn mình sẽ nói sơ về cách chăm sóc luôn nha. Rùa nước hay rùa bán cạn là những dòng mà là rùa nó ít cần phải phơi nắng lắm, một tuần phơi khoảng 1-2 lần là được rồi. Còn những con rùa như rùa cạn là phải phơi nắng nhiều nha các bạn, đặc biệt mấy dòng như sungata hay là leo bắc da báo gì đó rất là quan trọng. Phải thường xuyên, phải phơi nắng thường xuyên. Rồi khi mà mua rùa các bạn nên lựa chọn kỹ các bé mà là rùa trung bình, nếu an toàn thì nên mua trên size 5, là cái size mà rùa nước rùa bán cạn nó an toàn, ít cái chết ẩu. Cứ size nhí nhỏ các bạn có thể gạt thấy rẻ có vài chục ngàn thôi, mà thường thường nuôi mấy ngày là nó dễ bị chết lắm. Rùa thì thường rùa nước hay rùa bán cạn dễ chết ở các nguyên nhân, đó là do rùa do nhiệt độ nè, lạnh sẽ bị phổi. Còn do nguồn nước có clo cao dễ bị nấm nè, dễ bị các vấn đề nấm mai, nấm dưới bụng vân vân đấy. Còn có khi bị đau mắt nữa. Về các bệnh rùa thì nó khá là phong phú và có khi là bị đột tử nữa, không hiểu nguyên nhân tại sao. Vì thế nên các bạn hãy kỹ về vấn đề này. Nói chung là rùa nó cũng xác suất chết thì cũng ít lắm, cho nên là sống tuổi thọ rùa thì khỏi phải nói rồi, nó khác với hamster hay sóc. Thế các bạn hãy nghĩ cho là khi các bạn mua một chú rùa, hầu như nếu nuôi tốt khỏe thì chắc lâu lắm các bạn mới quay lại shop.
Còn về hamster hay sóc thì đương nhiên rồi. Cái rủi ro hay là cái sao ta, về cái chuyện mà là tuổi thọ chúng thì nó thường xuyên dễ hơn, bởi vì sóc hay hamster hay sổng đi rồi do nóng gì đó, do cắn nhau nhờ chết thì sẽ thường xuyên lui đến sóc. Mà hầu như là thấy bán rùa là bán một lần là thôi đó, nhưng mà vẫn vì đáng bán phải đam mê thôi, bán lời từ rùa cũng không bao nhiêu đâu. Đặc biệt khi các bạn mua rùa ở bên rùa Pet Shop sẽ được tặng kèm đồ ăn luôn nha. Shop luôn có một cái chiến dịch muốn khuyên các bạn là nuôi rùa không sát sinh. Chúng ta hãy cho rùa ăn đồ ăn khô, nó được làm từ tép nè, cá, tôm gì đó sấy khô hết rồi nên yên toàn. Các bạn không phải sát sinh mua cá sống về cho ăn. Rồi những khi mà lễ Tết không ai bán cá hay các bạn ở xa không thể mua cá được, đều có thể mua đồ ăn khô được. Rất đơn giản, shop có đầy đủ các dụng cụ, vật dụng đồ ăn dành cho rùa luôn nhé các bạn. Các bạn cần gì về rùa, xin hãy nhớ đến Rùa Pet Shop, hoặc là cái bay shop là rùa cảnh chất lượng Rùa Pet Shop nha. Ok, xin chào, tôi là anh Rùa. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các talk show sau, nói về các thú cưng.